xin chào các độc giả của VN Express. Năm vừa rồi là một năm Mi nghĩ là đối với Mi là một năm khá thành công, bởi vì Mi đã dành một phần lớn thời gian cho phim Mỹ Nhân Kế và Mi cũng khá hài lòng với những gì mà Mi thể hiện. Năm mới thì Mi xin chúc độc giả của VN Express một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và nhớ đón xem Mỹ Nhân Kế nha.